nghĩ trần đời ai oán với bà. Hôm nay bên bệnh viện an sinh thông báo là phôi của em toàn phôi nữ thôi, chết mẹ em rồi. Thế là em sinh con một bề à? Mấy chị có nghe em không, chờ em là chuẩn bị đi hút trứng lại. Chuẩn bị đi hút trứng lại bởi vì là phôi toàn con gái rồi, một là đẻ con gái thôi. Bây giờ chả nhẽ đẻ con gái không thôi à? Không đẻ con trai à? Trời thần thiên địa. Quá khổ rồi. Phải đi hút trứng lại thôi. Ôi, chán mớ đời. Chán mớ đời như mấy bà. Cảnh này là phải đi hút trứng lại để và ai có kinh nghiệm vào đây tâm sự chúng tôi cái. Học 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 dốt toán các chị hiểu không? Học dốt toán nó khổ thế đấy với bà. Các bà có comment cho tôi biết không trời? Làm sao mà để mà đẻ con trai với bà? Phôi thì ngon rồi đó. Phôi thì ngon nhưng mà bây giờ vấn đề nằm ở chỗ là phôi ngon là chuyện của phôi. Nhưng mà bây giờ mà muốn nó là con trai á là phải cái phôi XY à? Đấy, tôi khổ thế đấy. Toàn phôi nữ thì bây giờ sao, muốn đẻ con trai sao, trời ơi là trời. Trời ơi nhưng mà không có trai, Thủy Vũ ơi. Có 5 phôi tất cả. Nhưng mà phôi phôi con trai thì không có. Giờ tôi phải làm sao mấy bà? Chả nhẽ tôi đẻ hết con gái à? Mấy cái đồ gọi là chán mớ đời. Thế bây giờ tôi phải đi ấy lại à mấy bà? Tôi phải đi tôi làm lại à? Hôm nay bác sĩ Thịnh bảo là thế bây giờ đẻ con gái không? Khổ lắm mấy chị ơi. Em đâu có biết đâu. Hôm nay mới nhận thông báo là gọi là mình sẽ có bao nhiêu trai bao nhiêu gái, các bà hiểu không? Chứ không phải do tôi. Trời thần. Chán mớ đời mấy bà. Mấy bà có thương tôi không? Bây giờ tôi phải đi uống lại liều trứng. Tôi đã dùng hết chỗ trứng đấy luôn rồi. Tôi đã dùng hết chỗ trứng đấy rồi. Và bây giờ là con gái không? Thế bây giờ là phải ăn cái gì để con trai mấy bà? Mấy bà có kinh nghiệm chỉ tôi coi. Đẻ con gái thì cũng được. Louis nhà em kêu thôi đẻ con gái trước đi rồi mình làm tiếp. Hai đứa con trai. Địt mẹ đẻ lắm nữa mà chết à. À mấy bà. Ăn cái gì thì ra con trai. Tôi khổ ghê vậy đó. Mấy cái con mụ này đẻ con trai lắm. Cứ vào đây kể cho tôi coi cả. Coi nào, tôi đang buồn đây.
Bà ơi thị tẩm nhưng mà không được đâu, bởi vì thị tẩm mà để tự nhiên nhỡ nó toang con gái nó hỏng hết cả xôi chuối. Các bà hiểu không? Màu tóc đẹp không? Thấy màu tóc đẹp không? Giá sao thịt bò với hải sản thật lực vào. Đại vĩ bớt cười đi. Mấy chị bà chả thương tôi đéo gì cả. Giờ nhà tôi con một bề à? Ngày kia khuyên ơi. Mày uịch, bây giờ lại bảo uịch, uịch tự do xong rồi là ra mày đứa con gái. Thế toang. Đúng không? Các bà cho tôi xem cái menu đi. Cái menu làm sao mà mình ấy ra con ấy ra con trai coi ăn cái gì ra con trai coi nào. Trứng thì ngon thì đó. Nhưng mà lấy cụ lấy 11 quả làm rồi. Sáu phôi sàng còn 4 phôi thì hai phôi chỉ tập hai phôi gái chị ạ. Em cũng nản quá, của em cũng vậy à? Khổ quá, hôm trước em không nghĩ là ra 6 phôi đều là con gái cơ, chị hiểu không? Tính làm lại mà nản. Phương Anh bây giờ phải làm sao Phương Anh? Giờ phải làm sao Phương Anh? Chắc chị cũng phải làm lại quá em ạ. Vì lần này là phải. Dạ chồng em ngày kia đáp chị. Ngày kia đáp. Em chán lắm rồi mấy chị. Tự dưng đi mày đời. Em mới thích con gái đó. Em lại nghĩ út chừng em ngấy. Phương Anh à, nghĩ đến út chừng chị cũng ngấy lắm. Mẹ mày nghỉ nhậu muốn muốn xỉu ở đây. Vừa mới được nhậu lại. Liên quan gì đến showbiz chị đừng có nhắc chữ showbiz với em. Cả tuần nay rất nhiều báo chí nhắn tin phỏng vấn hỏi han về chuyện chồng em về này kia, bảo không không, tôi là người bán bún bình thường, làm ơn để cho vợ chồng tôi yên. Tôi sống là một con người bình thường, đừng bắt tôi vô cái showbiz đau đầu lắm. Tôi không liên quan gì đến showbiz nữa. Để yên cho tôi nhờ. Trời ơi, Trang ơi đi thử váy cưới cho chị đi chụp. Trang ơi đi này kia cho chị đi quay. Trang ơi cho chị phỏng vấn vợ chồng em. Dạ không không không. Con bán bún đậu không liên quan. Trời ơi, đừng đừng quan tâm đến em khổ lắm. Em chỉ muốn sống yên ổn bán bún đậu thôi. Tôi khổ quá. Nhà tôi thằng bếp nó hư nửa tháng nay này, đồ ăn bất ổn thế này, đang buồn đây. Tháng này tôi cưới rồi. Tháng này tôi cưới rồi các bà hiểu không? Tôi mới đi về họp và 6 mâm cờ rớt. Có thằng bạn là có thằng bạn gọi là thằng bạn nổi tiếng, nó vu mình là 6 bàn cờ rớt, mẹ sợ thật. Tôi còn chưa kịp cờ rớt thằng nào luôn. Mới tỏ tình bị từ chối mẹ nó rồi mà nó bảo tôi là 6 bàn cờ rớt thì tôi mẹ đến chết. Này, em nói thật chị, mò ra là em bị gọi là em bị ngu ngơ đấy nha mấy chị nhá. Ngày xưa đi học mẹ chúng nó hẹn nhau cây xà lách với gốc nhãn hết, mẹ mỗi mình viết thư tỏ tình đéo được đồng ý, thế là thôi nản quá quải quá, thế là có yêu đương mẹ gì đâu. Xong mà ra khỏi cấp 3 thì đi làm, gọi là đi đâm đầu đi làm, mẹ gọi là hú hồn con trồn hiểu không, uống cặp và hồi xuân các bà. Tôi không cần biết là tôi sẽ phải uống cặp hồi xuân, 2 ngày nữa chồng về thị tẩm. Mà em nói với chị nghe nhá, đấy là số em cực kỳ may mắn, là may là chồng em đẹp trai đấy. Em xưa giờ chỉ mê trai đẹp thôi mấy chị, chỉ mê trai đẹp đó, em chỉ mê trai đẹp thôi, nên là cái đội cờ rớt của em thằng nào cũng đẹp trai, những thằng em thích thằng nào cũng đẹp trai. Khổ ghê đấy. Thôi chị ơi, Linh ơi, ơi liên quan gì showbiz mệt lắm thôi. À bà nào tuần này bà nào liên quan đến tôi nào bà. À em nói cứ chị nghe này, mình mà dùng dùng kem tẩy trang, à dùng kem chống nắng thì mọi người phải dùng tẩy trang nhé. Đợt này mọi người thấy cái da mặt em, cái bề mặt da nó sáng ấy, là phải dưỡng da kỹ lắm.
Ngày xưa thì em cứ nghĩ là thôi mà dùng kem tẩy trang buổi sáng, kem chống nắng buổi sáng ấy, đến tối chỉ cần rửa mặt thôi. Sau này mình nhớ ra là có hôm em ngồi em cạo cạo là ra toàn cái bã nhờn của cái kem chống nắng. Cái kem bông, cái nước tẩy trang này như 485.000. Nhưng mà chị nào mua nhá, chị nào mua của cái tháng này chồng em về nhá, nước tẩy trang chị nào mua tháng này chồng em về 485.000, em sẽ giảm giá cho các chị là còn 435.000, ok chưa? Thay vì free ship nha, tuần này là em sẽ giảm giá một số sản phẩm cho mấy chị này. Bông tẩy trang 400, à quên, nước tẩy trang 485.000, à, giảm giá còn 435.000. Vũ Tám ơi, ta bảo mày này, mày comment cái gì ấy, mày comment thể hiện là mày được đi học đi. Phép vừa thôi là gì? Phép là cái đéo gì? Đéo ưa đéo thích thì cút con mẹ mà đi vào đây xem ăn con cặc à? Quá mệt. Đã tự dưng sáng có mấy con già vào comment, nhìn mặt coi thấy ghét. 5 giờ sáng vào comment nhìn mặt coi thấy ghét. Mày ghét tao, mày làm gì tao trời. Bùi Thị Ngọc Hiền ăn nhiều hải sản. Chào chị Nhung Đỗ Đào Đại Vĩ. Mày, chúng mày ghét tao, chúng mày làm gì tao trời. Nhiều đứa nó rất là vô lý các bà hiểu không? Đó. Bởi vì sao có bôi kem chống nắng sáng đi, ngày nào bây giờ cũng phải bôi kem chống nắng vì là đi tập thể dục. Chán quá với chị ạ. Cảnh này em lại phải chuẩn bị hai hộp bổ trứng uống tiếp. Để đi hút trứng, trứng ngon rồi hôm trước không nghĩ ra. Em cứ nghĩ là em hút trứng em có tinh trùng sẵn rồi em phối vô là có con trai. Nào ngờ cuộc đời quá đen và đèn quá đuôi mấy bạn. Bìm bìp kêu chiều bây giờ em đẻ làm sao. Các bà, hay bây giờ tôi đẻ ra một bầy công chúa, xong tôi cho chân lên ghế. Này đẻ bầy công chúa cũng xinh nha. Nếu như bây giờ á, Luis nhà em về mà chấp nhận là đẻ con một bầy công chúa là em đi em làm một bầy công chúa luôn, khỏi phải đi hút trứng lại. Còn bây giờ các ông các bà tư vấn cho tôi xem là để mà ra con trai thì ăn uống như thế nào, tập trung ăn gì, tôi ăn gì, chồng tôi ăn gì. Tôi quá khổ rồi. Nghĩ cái cảnh này tôi buồn ghê rồi đó. Nghĩ cảnh mà nghỉ nhậu 2 tháng để hút trứng đủ mà. Ta nói là ta cũng muốn chết đi sống lại. Chán nhỉ. Hóa ra là cái chuyện đẻ đái con trai con gái nó do đàn ông, do đàn bà mấy bà. Phương Anh ơi, em có ngâm cứu không? Đẻ con trai con gái là do đàn ông hay đàn bà? Các bà kinh nghiệm đây cho tôi xem. Trời về phải vui chứ chị Nhung Đỗ. Phải vui chứ sao giờ. Cực vui luôn. Cả năm rưỡi đấy chị ạ. Em cũng nhiều công việc chịu không? Đấy. À hôm vừa rồi sang cái giấy tờ đất đai. Ngày 11 giao sổ mà thành 18 rồi đó. Do chồng nhé Hoa Thanh Nguyễn, ok chị. Chị chắc mơ đến Tết, cái gì mơ đến Tết hả bà? Đây này, chồng em uống tinh chất hào thì chồng em bị gút, em kể cho chị nghe. Chồng em bị gút, thế là uống tinh chất hào mấy chị, uống được mười mấy ngày bên đấy rồi. Nó đang bị xì mụn da, đang chửi uống xích chó lên. Do đàn ông của chị Hoa sữa. Ồ, bác sĩ bảo do chồng em và bác sĩ bắt tinh trùng ngẫu nhiên chị ạ. Đẻ con trai canh ngày rụng trứng, đẻ con gái quất trước 2 ngày rụng. Trời ơi, em đang muốn là ấy mấy chị ơi, em đang muốn cấy sinh đôi. Mẹ con nụ Hương Hoàng hên nhở. Quất một phát 2 đứa con trai. Con mẹ Hương Hoàng để mai sang hỏi. Con nụ Hương Hoàng rủ ra Vĩnh Nghi. Đẻ con trai do chồng nhé chị Dung Bùi. Con mẹ Hương Hoàng bảo là gì? À, hay mày ra tao cho mày mượn cái phòng hấp diêm của vợ chồng tao để lấy hơi. Chị Đỗ Hoàng Linh Linh ơi, chị còn comment một câu nữa về showbiz, em block mẹ cái mặt lồn chị đi bây giờ đấy. Chị là cái loại gọi là địp mẹ em, gọi là cái loại hắm lồn mà em ghét rồi đấy. Cái con mụ lồn Đỗ Hoàng Linh Linh này ngày lồn nó vào hỏi, comment hỏi. Tham gia showbiz không? Mình rất lịch sự tử tế mọi người thấy từ nãy giờ đấy. Em trả lời rất lịch sự nhưng con mặt lồn này này, nó hỏi hơi nhiều đấy.
Showbiz thì làm được cái con cặc gì, được cái đồng con cặc nào mà cần showbiz. Bịp mẹ nó bảo nó hỏi quá nhiều. Em còn đi event không em? Chị cũng bị ở trong showbiz rồi, chị bị chơi ngải này kia. Sao nó bảo rồi, người ta đéo thích trả lời rồi ấy, thì đừng hỏi những câu hãm lồn showbiz sâu mọt ở đây. Nhiều con hãm lồn đi vào comment vớ va vớ vẩn. Nó bảo người ta đéo muốn chửi đâu, nhưng mà thì mẹ mày cứ phải chọc cái điên ngơ mồm người ta, ta chửi cho. Chị uống hoa anh thảo canh trứng làm môi trường, còn chồng cứ giá hàu thịt bò. Khổ chồng chỉ bị gút thế mà, không ăn thịt bò không ăn hàu. Nên cái con mặt lồn Đỗ Hoài Linh Linh này phải địt mẹ mày cho nó ra đảo luôn, các chị hiểu không? Chứ đỡ ngứa đi. Không phải đâu các chị à, em mới bảo là em đéo thích liên quan đến showbiz từ bao nhiêu năm nay rồi. Cứ toàn bị mẹ mày nhét chữ vào mồm sức cả đầu. Có nhiều con hâm lồn, chúng mày thích showbiz chúng mày lên con mẹ mày báo mà đọc. Đéo liên quan nhà tao. Hám vãi cả đái ra. Comment hỏi nãy giờ mình đã địt mẹ, các chị xem từ đầu livestream thấy rồi. Em comment rất chi là lịch sự, trả lời rất lịch sự. Chị ơi em không liên quan showbiz chị. Không báo chí, không liên quan, không liên quan để em ăn bún. Mình rất lịch sự, mình trả lời lịch sự lại. Xong địp mẹ vẫn hỏi, vẫn tâm sự. Chị cũng từng làm showbiz, chị cũng bị chơi ngải, bị chơi xấu. Liên quan con cặc gì đến em chị? Thân đéo phải thân bạn, đéo phải bạn, đéo hiểu tâm sự cái con cặc gì ở đây luôn. Hãm lồn. Ừ đúng rồi Trang Linh, giống mẹ em ạ. Sàng lọc tinh trùng để có con trai và cấy thì xác suất cao không? Thì lần này lại phải sàng lọc tinh trùng này để XY để cấy. Em và chị em rất là ghét những người nào mà hỏi quá nhiều. Người ta đã trả lời là người ta không liên quan đến showbiz và đéo thích showbiz nữa rồi. Thì vui lòng câm mẹ cái máu lại. Ít mẹ mà cứ dò hỏi là Trang gặp người này không, Trang gặp người kia không, Trang biết thông tin gì không. Biết cho tao nói chúng mày nghe. Đúng không mấy bà? Chả nhận tôi biết. Dĩ nhiên là có những chuyện tôi biết, nhưng tôi đâu có dành để nói các bà trên mạng xã hội. Có rất nhiều chuyện của rất nhiều trong showbiz tôi không làm, tôi vẫn chơi bình thường. Tôi vẫn biết bình thường. Biết tin thông tin chính xác luôn. Nhưng không có nghĩa là chia sẻ trên cộng đồng mạng cho các chị biết. Bởi vì đó là cuộc sống của người khác, không phải cuộc sống của mình. Người ta kể cho mình nghe mà mình biết câu chuyện đó không phải là mình để cho cả xã hội biết. May em sàng lọc 5 phôi, có duy nhất một phôi giống bố chuyển đậu luôn chị ạ. Chúc mừng em Trang Linh. Uống viên bầu chưa? Có viên bầu chưa em? Không phải đâu, khó chịu mấy chị. Cái mạng xã hội bây giờ ấy, các chị chọn lọc thông tin mà xem. Mẹ toàn vu khống bịa đặt điều cho người ta không à. Bây giờ mình đéo dây dưa luôn. Mệt. Cứ đi vào hỏi showbiz sâu đồ cái quần què gì ở đây liên quan đéo gì mà showbiz. Các ông có bà thấy tôi mẹ mày sáng trưa chiều tối đi tập thể dục, ăn uống cà phê. Tôi liên quan đéo gì đến showbiz. Tôi chơi thì chỉ chơi ở góc độ thôi. Tôi không nhu cầu để gọi là public chuyện riêng của người ta. Nhiều ông nhiều bà đi vô hỏi như đúng rồi ấy. Hỏi một câu hai câu người ta trả lời né né rồi. Thì phải ý biết là người ta đéo có muốn nhắc đến. Cứ comment hỏi sâu thì mẹ người ta chửi cho, bảo người ta vô học. Nhiều người bị kỳ lắm mấy chị. Không phải tự dưng mà em chửi đâu mấy chị. Cái con Đinh Hoài Linh Linh đấy đi mày, mày từ hôm qua hôm nay 3-4 ngày nay ngày nào vào hỏi. Rồi bao giờ chồng em về, bao giờ em cưới. Đi mẹ đến bao nhiêu đứa trong showbiz này, bao nhiêu đứa trong cuộc đời này, bao nhiêu đứa em út chơi với tôi. Tôi còn đéo mời đi làm cưới cái kìa. Chứ đừng nói các bà trên mạng xã hội. Các chị không phải là em chảnh đâu ấy chị. Mỗi người là có một quan điểm riêng. Riêng với em về cái đám cưới ấy, là em sẽ mời những người nào mà em thật sự là thấy người ta chơi vô được cái tiệc đám cưới của em. Bởi vì cái tiệc đám cưới nó là cái ngày để chúng ta ngồi nói chuyện tâm tình. Ha. Cái đám cưới của em với em là quan điểm của em từ xưa đến giờ rồi. Em không có nhu cầu tổ chức đám cưới. Em chỉ muốn là ngồi ăn chơi nói chuyện nhậu nhẹt với những nhóm bạn. Thì sẽ có những cái team bạn này hợp với team bạn kia. Và có những người bạn này sẽ không thể phù hợp với những người bạn này. Em có quá nhiều bạn. Ngược xuôi. Rồi có những team bạn rất là nhiều điều kiện kinh tế. Có những team bạn rất bình thường. Có những team em út, chúng nó đi làm lương 5 triệu, 7 triệu.
mình phải rất là biết ha. Người ta, mình phải biết được rằng là bạn bè của mình, em út của mình như thế nào, để làm gì thưa chị, để mình sắp xếp làm sao nhóm nào ngồi với nhóm nào được. Cái đám cưới đối với em, cái đám cưới của em đối với em, nó là hội tụ những người rất là chân quý của em. Nhưng có một số người cực kỳ chân quý em đều phải gọi điện nói trước là em xin phép đám cưới em không mời. Em không mời anh, em không mời chị, em không mời các bác. Bởi vì là trong cái team đám cưới này là team em lựa chọn là những bạn mà kề cận em nhiều hơn. Kề cận ở đây là gì? Là đi chơi với mình, đi ăn với mình, ăn nhậu với mình, hợp với mình. Còn những người thân với mình, quý mến mình là những người, người ta có địa vị xã hội, có tiền, có bạc. Người ta không thể có roi chung được vô một cái tiệc mà có cả xì tin xì khói, có cả BD bóng gió ô môi nhà mình được. Mọi người hiểu vấn đề không ạ? Mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng. Em là như vậy. Cái đám cưới không phải là cái nơi để ta thu tiền. Cái đám cưới cũng không phải là cái nơi để ta thu lại những gì mà ta đi đám cưới của người khác. Em đi đám cưới rất nhiều người. Em khẳng định các chị là đến bây giờ em 38 tuổi. Em đi đám cưới rất nhiều người. Nhưng mà em sẽ không mời phải đến 70% những người em từng đi đám cưới. Còn những người đến đám cưới em đa phần là những người em không đi đám cưới họ luôn ấy. Nhưng mà lại họ hợp với mình. Họ hợp với mình và họ là những người mình có thể vui nhất được. Mình không phải lễ giáo, mình không phải canh này canh kia, ăn nói trong cái đám cưới của mình. Nên rằng là phải rất cáo lỗi với rất nhiều người, rất nhiều bạn bè, rất nhiều em út có nhắn tin là chế ơi, chế cưới ngày nào em bay từ bên, có người bay từ Malaysia, từ Sinh, từ Dubai, em bay từ Mỹ về đám cưới chế, em bay từ Úc về, thông cảm, không phải là không quý mến mọi người. Mà là Trang là một người cái tính rất là rạch ròi. Mình không muốn để cái đám cưới của mình nó loãng quá. Vì một người đó mà vô trong cái job của mình, cái gì nhỉ? Cái nhóm của mình nó không hợp thì nó cũng là không hợp. Nên mọi người thông cảm, ai quý mến Trang thông cảm. Trang nhận lời chúc phúc Trang rất cảm ơn. Nhưng mà để bảo là mời hết mọi người đi đám cưới thì không phải. Em không phải nhu cầu đó. Ngay cả bản thân Thôi Nôi sinh nhật sinh nhật con kiến, em tổ chức sinh nhật cho kiến, em cũng mời rất hạn chế người. Mặc dù em đưa kiến đi sinh nhật con của rất nhiều người, nhưng mà đến sinh nhật của kiến em lại không mời hết đâu ạ. Đấy là mỗi người một quan điểm, các chị thông cảm. Em rửa mặt em lại vào 80 mấy chị chờ em xíu lấy cái điện thoại em đi rửa mặt. Tại vì sao? Em là gì? Thời gian thứ nhất là thời gian thì không có nhiều. Cái thứ hai là chồng của em về cũng không có nhiều thời gian các chị. Nên là nó không phải nơi để mình xô hộ. Các chị phải hết sức thông cảm cho em. Vì mình không muốn xô bồ các chị. Nên là có rất nhiều người quý mến em. Ở đâu chị cũng đi, ở đâu anh cũng đi, nhưng thông cảm. Em chỉ tổ chức một cái bữa cơm báo hỉ để cho gọi là bạn bè, những người mà kề cận với em như thằng Cam, hay là anh Tuấn Đấu, hay là Giày Đỏ, hay là thằng Đạt, hay là team của mấy đứa em của em. Bởi vì đấy là những người hàng ngày đi cạnh em mọi người. Đấy là những người như chị Minh này, hay là chị Hà Sứ Kim Kỳ Lê này, là những người kề cận đi cạnh mình mỗi ngày, ở cạnh mình mỗi ngày, bất kể chuyện gì mình cũng có thể ở cạnh nhau để nói chuyện. Thì đấy là những người người ta gọi là nhất cự ly và nhì tốc độ. Nên là có rất nhiều người ấy là hỏi là Trang ơi, đám cưới anh chị phải đi đám cưới em, nhưng mà em không mời, không phải là em không tôn trọng mọi người. Mọi người hết sức thông cảm, hết sức thông cảm. Bởi vì có thể là sẽ có những người nghĩ rằng là mình đi đám cưới bao nhiêu người, đến khi đám cưới mình phải mời lại để cho nó không bị lỗ. Không phải là em không phải là người dư giả về tiền bạc, mà em quan điểm này, khi người ta mời đám cưới mình là người ta rất quý mến mình, người ta coi mình là một người bạn, người ta mới mời đám cưới mình đó. Nhưng mà không phải mình không mời đám cưới họ là mình không nghĩ tốt về họ. Mình luôn nghĩ tốt về những người mời đám cưới mình, mời sinh nhật mình. Nhưng mà đến ngày sinh nhật của mình và đám cưới của mình lại không mời họ. Bởi vì mọi người hết sức thông cảm cho em. Là thứ nhất,
Nếu như em tổ chức một cái đám cưới quá lớn thì kinh phí nó rất là cao. Kinh tế bây giờ em dành để em mua đất mua nhà, em tập trung cho việc tài sản cho con cái của em. Em không thể nào mà lãng phí tiền để tổ chức một cái tiệc cưới 300 người hay 500 người. Để mà làm gì? Để mời tất cả những người em từng đi đám cưới, em từng đi sinh nhật, em từng đi những lễ Tết của nhà họ. Em mời là họ phải đi thôi. Bởi vì trong đời nó là như vậy mà mọi người. Mình đi họ thì họ phải đi lại mình. Đó là nguyên tắc cuộc sống. Bạn không đi thì bạn cũng phải gửi người người kia, đúng chưa? Em đi đám cưới xưa giờ, quanh năm suốt tháng, nhưng mà em không mời lại không phải em chảnh chọe, mà vì nếu tổ chức một cái tiệc cưới với quy mô lớn thì tốn rất nhiều tiền vào chuyện trang trí decor, làm tiệc cưới lớn, rồi là quà cho khách mời đến đám cưới. Nó là một cái chi phí lớn, trong khi mấy tỷ đó thì em đi mua miếng đất. Ví dụ bây giờ các chị đi lên mấy vùng như Đắk Lông mà, hay là Buôn Mê này, hay những vùng mà núi này, thì các chị bỏ 2 hoặc 3 tỷ vẫn mua được đất bình thường rất nhiều đất luôn. Thì để 5 7 năm nữa là rất nhiều tiền luôn. Bởi vì em tính rất là kỹ là em phải đầu tư tiền vào đất đai, em không tổ chức về hoang phí được. Rồi tổ chức một cái đám cưới lớn ấy, mình phải may cái váy cưới mấy trăm triệu. Mình đâu thể mặc lại váy cưới người không à. Còn đây đám cưới em may một cái váy cưới đơn giản, em mặc cho xong đẹp, vẫn đơn giản lịch sự đẹp là được. Ai đi em sao em kệ, nhưng tính em vậy đó. Tiền bạc vợ chồng em làm vất vả, chồng em cũng làm vất vả. Mọi người nghĩ tốt về nhau, yêu thương nhau, quý mến em là được rồi. Yêu thương gia đình em là em cảm ơn. Nhiều khi mọi người ở xa, bây giờ mọi người nghĩ với xem, tổ chức đám cưới rồi sao mọi người phải bay vô Sài Gòn đi đám cưới mình. Cái tiền cặp vé máy bay của hai vợ chồng cũng 15 triệu. Với những bạn bè của em, mỗi người ta đi vé VIP là 16, 17 triệu một chiều. Đi cái vé máy bay cũng gần 30. Bạn em có nhiều anh chị là toàn đi sảng si không à. Rồi người ta vô, người ta ở 5 sao, đúng không các chị? Kinh tế của ai được khó khăn, mình đừng vì cái chung của mình, cái riêng của mình mà mình là để ảnh hưởng đến người ta tốn quá nhiều tiền để mình. Em không phải là, mọi người nghĩ với xem, mình mời họ đi đám cưới của mình mà người ta phải bao nhiêu tiền của để đi, tốn kém không? Đúng không chị Phạm Hoàng? Em cũng nghĩ như chị nói đấy, nghĩ về nhau là đủ. Em đi vùng nào cũng có người yêu thương em. Toàn cái Việt Nam này rất nhiều người bạn bè anh chị em quý mến em, yêu thương em. Ủa? Em không muốn là cái đám cưới của em là áp lực với người khác. Nên mọi người thấy cái sinh nhật của em không? Sinh nhật của em cũng tính rất kỹ là ai tặng em cái gì. Vì như em hay tính là bạn này sinh nhật mình, kinh tế họ có như vậy, mình bảo bạn đấy tặng mình món quà này tương xứng với kinh tế của họ để họ đỡ vất vả. Nó dễ chịu hơn chứ mọi người. Sống với nhau rồi kinh tế. Mọi người thấy năm nào sinh nhật em cũng tổ chức từng đấy người nhỏ nhắn xinh xắn.
Ví dụ như sinh nhật em năm rồi, sinh nhật em năm rồi đúng không? Em kêu nhóm nhóm trà đá tình nhân của em tặng cho em sợi dây chuyền, đúng không ạ? Sợi dây chuyền 17 hay 18 triệu, 5-6 người chia ra, mỗi người 2 triệu, 3 triệu, xong. Chứ không mọi người mà tặng em ý, mỗi người mà mua chai nước hoa cũng là 5 triệu, 4 đến 5 triệu một chai nước hoa, đúng không? Có phải là tốn kém không? Đó, sinh nhật em rất đơn giản. Nếu như mà không tặng ấy thì em bảo đấy, chung nhau mua cho em cái đấy. Ví dụ thằng Can năm ngoái bảo là sinh nhật tao thích 2 triệu hồng, mày mua cho tao 2 triệu hoa hồng, xong. Em mình kinh tế nó khó khăn, mình kêu nó mua cái gì vừa tầm của nó, thế là nó vui, mình cũng vui. Cái bữa đám sinh, cái buổi sinh nhật của mình phải vui chứ, người ta đi sinh nhật mình ở tâm thế vui. Chẳng như bảo mẹ con Trang nó mời sinh nhật tại cái nhà hàng đó, mỗi đứa chia ra tiền rượu tiền ăn phải tầm 3 triệu với 4 triệu. Thế là phải đi sinh nhật mụ với cái lì xì làm sao nó tương xứng. Có phải thành dở hơi không? Mọi người thấy đúng dở hơi không? Em á, ví dụ em á, em mà đi sinh nhật ai hoặc đi đám cưới của ai, em sẽ thấy rằng là người ta tổ chức cái tiệc ở chỗ đó, tại vì em suy từ em ra thôi. Tổ chức cái tiệc chỗ đó, nhà hàng chỗ đó, tưng đấy món, 7 món, 10 món ha. Rồi phục vụ, rồi bia rượu, bạn mình toàn uống rượu, mà rượu toàn rượu mắc tiền. Thì đến khi mà chia ra thì mẹ mày bổ đầu người tầm 3 triệu một người là rẻ nhất. Thế là phải đi 200 đô. Đi 100 đô thì không được, 100 đô là 2 triệu 3. 2 triệu 3 50 không được, phải đi 200 đô, đúng chưa? Thì có phải là những người khác họ đi sinh nhật mình, họ cũng sẽ tính như vậy. Cái miếng ăn nó là cái miếng tồi tàn, ăn xong rồi cũng ỉa, đúng không? Thế có phải là khi mình là người tinh tế, mình có nhiều bạn bè, mình có nhiều em út, thì mình tính là này, em mình nó không có nhiều thì thôi mình chia cho nó mua cái món gì. Ví dụ mà sinh nhật bé Kiến mỗi người cho cháu 100.000, hai tờ 50 đỏ để vào trong cái con heo cho cháu để cháu làm từ thiện. Hoặc là mọi người sinh nhật thì mọi người như thế để lấy tiền làm từ thiện chẳng hạn. Xưa giờ em vẫn như vậy, em vẫn nấu cơm cho người nghèo, em vẫn tặng quà cho các cụ, rồi em vẫn đi dùng tiền sinh nhật như vậy. Bởi vì em không có, thực tế là mình không phải là người quá khó khăn về chuyện kinh tế, nên là mình mới nghĩ được chuyện đấy nhẹ. Chứ mọi người nghĩ xem, mọi người đi sinh nhật hay đám cưới người khác, mọi người cũng phải tính là người ta làm cái tiệc ở đó là bao nhiêu tiền, người ta làm cái tiệc ở đó bao nhiêu tiền, thì mình đi làm sao để cho hợp với một cái bàn tiệc ở đó. Ví dụ một người 1 triệu đi, một người 1 triệu đó, một người 1 triệu thì mình sẽ đi cái bao thư 1 triệu để tương xứng với cái người ta phải bỏ ra để người ta không bị lỗ. Ai trong số chúng ta đi đám cưới hay đi sinh nhật hội nghị, chúng ta cũng sẽ nghĩ như em. Các chị thấy em này đúng không, hay các chị cứ im lặng giữ vậy trời, em này đúng không nhỉ? Hay là em sai? Hay là em suy nghĩ của em sai các chị? Hay là em suy nghĩ khác các chị? Xưa giờ em như vậy đó. Em phải đi làm sao để cho người ta không bị lỗ, chứ không người ta lỗ cái thì toang à. Nhưng mà đấy, vì mình nghĩ cho mọi người như vậy. Và lúc này kinh tế rất là khó khăn nha mọi người. Kinh tế bây giờ cực kỳ khó khăn các chị ạ. Em nghĩ vì kinh tế khó khăn, ai cũng khó khăn chung. Có khi những người bạn bè của em có điều kiện, người ta cũng đang gặp khó khăn. Nên là nhiều khi ví dụ như người ta đi cái đám cưới của mình, dạ có chị, bộ mỹ phẩm em đang bôi có bán chị, toner 620.000 giảm còn 570.000, serum 850.000 giảm còn 750.000, kem dưỡng 850.000 giảm còn 750.000. Thực tế là như vậy đấy mọi người. Em muốn như vậy là để cho chúng ta gọi là để chúng ta gọi là san sẻ cho nhau. Nên là cái đám cưới của em ban đầu em nghĩ rất là kỹ, em bàn với chồng em từ sớm lắm. Từ trước Tết là em bảo là thôi anh ạ, mình cả bộ chị cộng giùm em cái 570, 750, 750. Mọi người cộng giùm em cái 570.000, 750, 750 là bao nhiêu tiền? Có chứ em, kem chống nắng là cái này thơ ngây lê 320.000, kem chống nắng hôm nay em cũng sẽ giảm cho mọi người còn 280.000 nhé. Bộ kem dưỡng này là dưỡng trắng da căng bóng nhé chị. Dưỡng trắng da căng bóng mờ thâm, làm cho da đều màu, cấp ẩm cho da cực tốt. Em dùng bộ này là 4 năm rưỡi rồi chị nhé. Em bán mỹ phẩm là em bán cái hàng em xài nha mấy chị. Các chị có thể chưa mua nhà em bao giờ thì các chị cứ theo dõi thôi.
mỗi ngày em sẽ đều dùng cái bộ này. Đấy, toner serum kem dưỡng. Ok Thơ ngay, chụp lại đi, chụp lại inbox đi. Chụp lại như này inbox để chị biết là hôm nay chị giảm cho em 280.000 cái này này. Mọi người mua kem chống nắng hôm nay là 320, em giảm còn 280. Thực tế là muốn bán để muốn giảm cho mọi người cho vui, chồng sắp về thấy vui quá. Bán gọi là đấy, mọi người thấy dạo này em có live stream đâu. Em là dạo này em tập trung tập thể dục, thể lực, thể liếc cho nó sung sướng cuộc đời. Ok. Chị Nguyễn Ngọc chụp hình inbox em nhé. Em bán buôn cái gì em cũng rất rõ ràng. Các chị mua hàng của em, sáng các chị sẽ thấy em đi tập thể dục, em cũng bôi kem chống nắng này. Đó. Tối thì em tẩy trang dùng cái này. Kem tẩy, nước tẩy trang này 485.000 giảm còn 435.000. Dạ em đã giảm giá bộ mỹ phẩm rồi chị. Em đã nói với chị rồi, cái toner này 620.000. Em giảm giá còn 570.000. Cái serum tinh chất truyền trắng này 850.000, em giảm còn 750.000. Kem dưỡng siren tóc trắng da phục hồi căng bóng 850.000, giảm còn 750.000. Em bán buôn em rõ ràng lắm chị, tính em là rõ ràng chị ơi. Con người em buôn bán là rõ ràng, tính cách em xưa giờ là như vậy. Có chị Vũ Thị Hiền kem chống nắng có quán bún đậu nhé. Trời ơi đang buồn quán bún đậu đây mọi người ơi. Nửa tháng nay là em có cái đứa bếp nó bị bỏng. Nó bị bỏng, cái đứa bếp chính nó bị bỏng. Nên là mấy đứa bếp phụ nó đang chiên đậu. Nó bị không làm được như cái mà như ban đầu em yêu cầu. Nên là khách hàng ăn bún đậu cỡ khoảng 2 tuần nay là sẽ ăn chất lượng nó bị giảm khoảng 30%. Rất là xin lỗi mọi người. Em là người rất chi là thẳng thắn và sòng phẳng. Ai theo dõi em biết cái gì lỗi của bên em là em sẽ xử lý rất là kỹ và triệt để. Khi mà em nhận được phản hồi của khách là đậu chiên không được giòn tan như mọi lần, rồi lòng chiên không được giòn như mọi lần, là em đã phải chỉnh đốn từ 3 ngày hôm nay rồi các chị. 2 ngày hôm nay, hôm qua em về đã phải ra chỉnh đốn hôm nay nữa. Nên là các chị đến ăn bún đậu có vấn đề gì xin vui lòng phản hồi inbox cho em, đấy là thương em. Các chị có thể ăn có ngày ngon, có ngày bị dở một chút, cái điều đấy là không tránh khỏi. Tuy nhiên là em biết là các chị ăn uống đến với quán em là rất thương em. Ai cũng thương em mới đến quán em, bởi vì mọi người có gặp em ở quán đâu. Nên rằng là khi mọi người có vấn đề hoặc là hôm nay ăn thấy nó bị giảm chất lượng, mọi người vui lòng thương em, nhắn tin dùm em. Nhắn tin dùm em vào cái Facebook chính chủ của em. Ai mua mặt nạ ủ môi La Nay này 415.000 này, em tặng cho một hộp nhỏ nhé. Hộp mini để mình đi du lịch này. À. Chị Nguyễn Ngọc, chị mua hàng nhà em á, chị có thể chưa mua luôn á, chị cứ xem theo dõi em bán hàng. Nhà em thì em không mua mắt like, không mua mắt like, không mua comment. Em không mua mắt like, không mua comment, nhưng em buôn bán rất trung thực. Có sao em nói vậy. Nên là các chị mua hàng hiểu cho tính cách của em. Đó, chị nhăn thâm mắt này. Trưa hôm nay em phải ra quán nói chuyện với Nhung rất là lâu. Ha. Nói chuyện với Nhung rất là lâu, trên Linh lại nhân viên rất là kỹ luôn. Nên là mọi người thông cảm dùm em nha mọi người. Đấy, phải chỉnh đốn lại và Nhung phải chính thức vào bếp ngồi. Con Nhung nhà em phải chính thức vào bếp ngồi. Mình mua hàng rồi, hàng rất tốt. Dạ, chị em cảm ơn chị Ngọc. Cái tính em xưa giờ em hay nói bậy, hay nói tục chửi bậy thôi. Nhưng mà em không phải là cái người buôn bán gian dối bao giờ. Em bán cái gì, ví dụ hôm nay em nói các chị là em giảm giá bộ mỹ phẩm 100.000 chai này, 100.000 chai này. Em giảm giá kem chống nắng 320.000, giảm còn 280.000 là em sẽ nốt lại. Em nói với nhân viên để ngày mai những khách hàng nào mua bắt hàng đơn hàng từ ngày mai thì như vậy. Vâng chị, phấn úi dồi ôi, phấn nhà em mà đẹp tuyệt vời chị. Em nói thật các chị này, em đánh phấn này, đây em nói với chị nghe. Em đánh phấn nhà em mà chị, các chị biết rồi, em bán cái phấn này đến bây giờ đã là 4 năm. Em không chạy theo xu hướng bao giờ đâu mấy chị. Cái gì phải đẹp, giá mềm em mới bán. Một phấn này là hai ruột này, đó. Thấy chưa, còn một tí này. Bởi vì hôm trước đi gặp các bạn, về họp lớp các bạn, đấy. Nên là phải thay cái ruột vào đây. Chả nhẽ các bạn bảo cho Trang mượn, cho tớ mượn hộp phấn, tớ đánh phấn hay tớ dập mặt, mở ra hộp phấn tí thì ti con với măng nhục. Đó, nhưng mà vẫn để lại cái hộp này này, để mai bánh này, đó, đó.
phấn nhà em là đẹp, ok. Nên là mà ai thương em biết, những người nào bạn bè quý mến thương em, thông cảm dùm em, không phải là em không mời đám cưới nhá, mà là em nghĩ rằng đánh hai lõi lâu lắm mới hết. Đúng rồi, chị Lavender lên phấn nhà em mà chị biết rồi, phấn kem lạnh nhà em đánh là cực kỳ đẹp. Em xài đánh từ, mọi người thấy cái hôm em đi họp lớp không, đánh từ 6:30 sáng đến tận 5:00 chiều vẫn đẹp. Chỉ đến khi nhậu đến 11 giờ đêm say gần chết, nó mới bay phấn mất thôi. Chứ còn phấn nhà em đánh đẹp lắm. Đấy, vừa nãy uống cặp hồi xuân này, vitamin E hoa anh thảo này, cho da rẻ nó mềm mại này. Đấy, cho cân bằng nội tiết tố. Hà thủ ô tóc này, đây mọi người nhìn này, tóc Hà thủ ô nhà em này. Đây, Hà thủ ô nhà em là cái mà gọi là bằng chứng sống đây. Tóc của em đây. Kem dưỡng da, chị muốn mua sữa rửa mặt cái lọ vừa xong á. Chị da gì? Chị Hương Định. Em là da dầu, chị là da gì? Cái lọ sữa rửa mặt vừa xong em xài là da dầu. Kem dưỡng da là bộ này chị. Toner, serum, kem dưỡng là bộ này. Đó, toner, serum, kem dưỡng là bộ này. Cái bộ này là có sữa rửa mặt luôn nha. À, chị da dầu thì dùng cái hộp đó, đúng rồi chị. Chị da dầu dùng cái này đúng rồi. Trời ơi, em dùng cái chai này phải đến 1.5 năm mới hết này. Chai sữa rửa mặt này em cũng đang được giảm giá mấy chục nghìn đấy. Chị inbox là em sẽ nhắn cho chị cái giá giảm giá. Cái chai sữa rửa mặt này em nhớ không lầm là 535.000. Em sẽ giảm cho các chị còn 485.000. Cái lọ sữa rửa mặt này dùng rất lâu nha. Lọ sữa rửa mặt này dùng 1 năm là thấp nhất, còn trung bình là 5.5. Trời ơi. Còn tóc của em đây, các chị nhìn thấy không? Em này 4-5 ngày mới gội đầu một lần. Vừa mới gội đầu xong rồi, tóc rất chi là suôn mượt. Rất chi là suôn mượt luôn. Đó. Hà thủ ô nhà em này, em lại chuẩn bị sang hộp mới. Ủ trắng da chóc chóc 375.000, giảm còn 303.000. Vân Trang, ủ trắng da chốc chốc 375.000, giảm còn 303.000. Đó, chị mua sữa rửa mặt chụp lại dùm em chị Nguyễn Ngọc. Cái sữa rửa mặt này dùng rất là sướng, cực kỳ sạch, sạch sâu vô cùng. Em xài, mọi người ơi, em xài quanh năm suốt tháng. Em là một người bán hàng sẽ bán những sản phẩm mình xài, em không bán những sản phẩm em không xài. Ví dụ như cái collagen này em đang uống này, là em uống collagen nước. Em là uống collagen dạng nước. Đó, là uống cái này. Hộp này là 725.000, em giảm còn 650.000. 30 ống, mỗi ngày một ống, pha với 500ml nước. Hà thủ ô nhà em thì khỏi bàn rồi. Các chị đâu? Hà thủ ô nhà em nó như kiểu signature, 760.000. Chồng em là mai, sáng mai bắt đầu bay từ bên Mỹ về. Mốt về đây. Hà Vũ Ô là đỉnh cao của tóc. Chị nào dụng tóc, dụng tóc là uống cái này, cực kỳ đỉnh cao. Em á, đấy, rồi ví dụ như thải độc gan. Thải độc gan này, đó. Thải độc gan, em uống thải độc gan. Tinh dầu hoa anh thảo 770.000, giảm còn 680.000 nha Tú. Tinh dầu hoa anh thảo 770.000, giảm 680.000. Cặp hồ xuân này chị đang giảm, chồng chị về. Vitamin E 640.000, 500 viên, giảm còn 540.000. Cặp này là cân bằng nội tiết tố nữ. Bắt đầu từ 25 tuổi đã sử dụng cặp này được rồi. Vitamin E thì 18 tuổi trở lên dùng được. Có nghĩa là mình bị bắt đầu ở cái trạng thái rối loạn nội tiết tố, nó sẽ rơi vào tầm từ 25 tuổi là bắt đầu có dấu hiệu. Còn đâu hoa anh thảo này này, hoa anh thảo này này là 8 tuổi đã uống được một ngày một viên rồi, 4 tuổi cũng đã uống được. Nhưng mà em vẫn tư vấn cho những chị nào bị rối loạn nội tiết tố này, bị mụn nội tiết tố này, bị khô âm đạo,
quan trọng nhất là cái bộ này là cặp hồi xuân này. Chị nào bị khi quan hệ tình dục với chồng ấy, nó bị khô giác, nó bị mình bị bốc hỏa. Bốc hỏa là gì? Bốc hỏa là những người trạng thái ấy, ngồi trong điều hòa máy lạnh mà mồ hôi chân tóc là cứ túa ra, là như em đây này. Đây là chị, em bị bốc hỏa này. Đây này Tú này, đây. Nhìn rõ không? Nhìn rõ tay không? Chị tôi muốn ơi, collagen của Mỹ chị. Đây, đây nha, bốc hỏa em chính là bị bốc hỏa. Em bốc hỏa là chuyện bình thường nữa. Đây, thấy không? 10 đầu, 4, 8 đầu ngón tay của em ướt. Bốc hỏa là vì em, các chị cũng biết rồi, xa chồng thì cái chuyện mà không gần gũi nó cũng sẽ làm cho cái con người mình nó bị thần kinh. Nên cái máu chó điên của em lâu lâu nó cũng phát hỏa nữa chị. Đó, ướt hết 10 đầu ngón tay. Nên là những chị nào ấy mà bị gặp những vấn đề khô âm đạo, rối loạn nội tiết tố, là uống cặp hồi xuân. Em cũng đang giảm cặp đấy đấy. Hoa anh thảo của Úc là cái hoa anh thảo có hàm lượng tốt nhất. Vâng, collagen em vừa uống là của Mỹ chị. Nó sẽ có dòng dạng viên và dòng dạng uống nhá các chị. Nhưng mà vì đợt này á, là vì chồng em về gấp, em phải uống dạng nước cho nó thấm nhanh nha. Chị nào á mà cần, mọi người thấy cái da mặt em dạo này là nó cũng ok đúng không ạ? Là em đã phải rất là kỹ lưỡng. Một ngày em uống một viên vitamin E, 2 viên hoa anh thảo và 1 ống collagen. Nhưng mà em khuyên mọi người là nếu như người ai mà không gấp gáp chờ chồng như em thì uống dạng viên. Cái dạng nước thì nó khá tốn kém nhưng mà nó thấm nhanh hơn. Mình cần trong thời gian phục hồi cái da mình nhanh hơn thì mình uống dạng nước. Và cái collagen này đó, nó là chiết xuất từ trái cây, nên là cái hàm lượng mà gọi là calorie của nó chỉ là 25. Nó là tách béo. Cái dòng collagen này tách béo. Chị em uống collagen sẽ không bị béo vì nó là chiết xuất từ thực vật. Còn có những dòng collagen nó có những dạng chiết xuất từ động vật, từ da cá. Đó, thì nó sẽ có những cái lượng đây nó sẽ có lượng. Xem nào, cái này có calorie không nào? Không, cái này không có calorie. Đây, collagen nữ là cái này. Cái collagen nữ này là 770.000. 770.000. Và cái này 390 viên. Đó. Đây là dòng collagen để tăng sinh sự đàn hồi cho da, chống chảy xệ cho da là cái này. 770.000 là cái này. Còn cái dòng collagen này là nó có kèm vitamin C và biotin hàm lượng cao. Thì những chị nào mà bị da chảy xệ mà lại rụng tóc, rụng tóc và da không sáng thì sẽ dùng dòng collagen này. Collagen này ngày xưa nó sản xuất dòng collagen nước. Em đã uống rồi, rất là tốt. Cách đây 6 năm em đã được cho 3 chai này, dạng nước uống rất tốt. Nhưng sau này cái hãng này nó ra dạng viên để cho tiện, tiện bề cầm kiếp đi lại hơn. Em không nhớ cái giá hộp này là bao nhiêu trời. Mọi người chụp lại inbox để em tư vấn kỹ hơn nha. Cái hộp này em nhớ không lầm nó sẽ rơi vào khoảng 770.000. À quên, 750.000 hoặc là 650.000 hộp này. Thì chụp hình lại inbox cho em, bởi vì cái này vừa mới về hàng cách đây khoảng 1 tháng là hộp này. Còn hộp này thì nó signature rồi. Collagen này là signature 390 viên. Mà cái hộp này nha, là nó một ngày sẽ uống 4 viên. Collagen này một ngày uống 4 viên, 4 đến 6 viên lận nha. Nhưng mà em chỉ khuyên mọi người nếu uống dòng collagen này, Một ngày chúng ta chỉ nên uống hộp này 4 viên. Uống 6 viên là đúng như cái khung mà, vâng chị tôi muốn chụp hình là inbox cho em. Cái hộp này là signature, hộp này là cực kỳ nổi tiếng. Hộp này là cực kỳ nổi tiếng. Ai mua collagen nhà em cũng hỏi hộp này. Đó, ai mua collagen nhà em cũng hỏi hộp này. Signature hộp này là mười mấy hai chục năm của cái hãng này rồi. Cái hãng này cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. 770.000, 390 viên. Cái hàm lượng của nó là 6.000 mg collagen. Đó. Nên chị lấy cái này chụp hình lại inbox giùm em nha. À, chị tôi muốn chụp hình lại inbox giùm em cái. Trời ơi,
Đấy, vết thâm này đấy, đi đám ma thâm chảy cả chân. Đây, đây cũng là cái loại gọi là đó. Biết sao mấy bà? Cái tội gì biết không? À, qua Zalo cũng được, qua cái Pay đang live stream dùm em ấy chị. Chị nhắn vào trang khám official cho em cũng được. Cái Pay đang live stream dùm em. Nhà em sẽ dùng tài khoản mang tên Đặng Thị Sơn nha các chị. Tại sao các chị biết em dùng tài khoản đấy không? Vì mẹ em hay đi du lịch. Em phải nạp cái tài khoản đấy để cho cho khi mà cần in sao kê về cái chuyện mà giao dịch tiền bạc ấy, là mẹ em có cái lượng tiền giao dịch vô cái tài khoản đấy. Lâu lâu em xài cái tài khoản đấy để có cái in sao kê cho mẹ em. In sao kê cái mà để hồ sơ xin đi du lịch nước ngoài ấy, nó xem cái biến động số dư ấy. Nên là lâu lâu là sẽ có cái số tài khoản mẹ em, nên là mọi người thông cảm. Vâng, chị Giáp Thị Lợi, chị mua chị inbox cho em dùm em cái. Còn Zalo nhà em dùng hai số này này mấy chị. Đấy, Zalo nhà em dùng hai số này. Đó, đấy mọi người xem ạ. Zalo là hai số trên bảng. Chị ơi, Hà Thủ Ô thì không bao giờ giảm giá. Em chắc chắn với chị luôn. Hà Thủ Ô này công ty nó bán 850.000. À, nó bán 980.000. 500ml, 500g. Công ty nó bán sản phẩm này với cái hộp khác 500g, 980.000. Em đang bán hộp này cho chị 760.000 mà là 650g. Chị không tin ý, chị lên YouTube chị hỏi, chị search cái clip ý, trang hàng kêu cứu vì tăng giá Hà Thủ Ô. Em nói thật mấy chị, em bán Hà Thủ Ô cái này em nói thật mấy chị ấy, đủ tiền gọi là trả nhân viên với em đi uống cà phê đấy. Thực tế vì là Hà Thủ Ô nhà em quá tốt. Hà Thủ Ô nhà em nó quá tốt, các chị hiểu không? Cho nên là em mới gọi là muốn bán nó lâu dài. Chứ thực tế em bán có hộp biotin em sẽ lời nhanh hơn nha mấy chị. Bởi vì hộp biotin chỉ có 250 viên nha. Còn Hà Thủ Ô nhà em ý, là các chị dùng một hộp được 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Em bán hàng ấy, là em nghĩ cho cái người khách hàng như mình. Tại vì Hà Thủ Ô em bán quá lâu rồi. Con kiến 7 tuổi rưỡi là em bán cũng 7 năm rưỡi rồi mấy chị. Nên các chị thông cảm. Riêng Hà Thủ Ô thì đừng chờ giảm giá. Em không tăng giá là đã quá may mắn rồi mấy chị. Em cũng gồng mình lên đấy mấy chị ạ. Các chị thông cảm giùm em nhé, chị Trần Hiền. Chị mua Hà Thủ Ô thì không bao giờ giảm giá đâu chị. Cũng không phi ship được bởi vì cái cục hàng nó nặng. Mà Hà Thủ Ô nhà em, các chị cứ nhìn cái đầu em là biết rồi. Tóc em cả chùm. Đó, bôi ủ trắng da chóc chóc. Tại vì sao? Đi tập thể dục cái với chị toàn là để tay trần với áo cộc, theo nó mới đen. Trời thần thiên địa. Đen quá trời đen luôn. Rớt cái gì vậy trời? Đó, giờ em đi ngủ. Có chị nào muốn tư vấn cái gì nữa không thì em tư vấn, còn không thì em đi ngủ. Có chị nào đang xem livestream cần tư vấn cái gì không? Cần tư vấn sản phẩm nào không? Không thì em đi ngủ. Đấy, em phải chuẩn bị rơi vào cái con đường tiếp tục uống viên bổ trứng đây, để chuẩn bị đi hút lại trứng để làm đứa con trai. Lần này phải kinh nghiệm hơn rồi mấy chị. Lần này kinh nghiệm hơn là Louis về là phải đi lấy tinh trùng. Sau đó sàng lọc tinh trùng để lấy tinh trùng XY để cấy. Chị hơn 52 tuổi rồi, chị uống Hà Thủ Ô tác dụng vẫn rất là tốt cho chị. Nhà em khách hàng sử dụng Hà Thủ Ô nhà em ấy, toàn 35-40 tuổi trở lên. Hà Thủ Ô là cực kỳ hiệu quả. Đó, cục xà phòng tắm than tre đang tìm đây để tắm đây này. Chồng em về ấy, thôi chết tôi rồi. Ông cha cố nội này thắm khỏe lắm,
chồng em tắm khỏe lắm, chết mẹ rồi chưa mua chai sữa tắm đâu, mai phải đi mua chai sữa tắm. Ông này ông tắm đi thôi các chị ạ, thần sầu lai láng, ông tắm em thần sầu luôn, tắm một lần mà tắm 45 phút, tắm mà ta nói em mà chai sữa tắm nó vơi một cái nhanh chóng luôn. Chị yên tâm đi, dùng Hà Thủ Ô nhà em là chuẩn đỉnh cao à. Còn chị nào này có con nít này, đó, dùng cái này này. Cái mùa này như là cái mùa dịch bệnh như mấy chị, dịch bệnh nó bắt đầu khủng khiếp, có con nít dùng cái này cho em nha, có con nít dùng cái này chụp lại cho em. Sabucol này này, hiệu quả cho em bé. Đó, bây giờ em đi về, à, em đi ngủ đây. Đi ngủ mấy chị. Đó, mai phải xé hộp canxi sữa cho con kiến nó dùng. Giờ đi ngủ. Đi ngủ vì là ấy, đi ngủ vì mai còn ấy nữa. Cái gì đấy trời. Đây sữa tắm của bà Kiến đây. Đó, sữa tắm của bà Kiến khổ ghê vậy đó. Có bà là hỏi gì không? Có chị nào muốn tư vấn cái gì không? Không em để em đi đây. Dạ chị uống hoa anh thảo, chị nên uống vào buổi sáng, sau ăn sáng và sau ăn trưa. Hoa anh thảo và vitamin E nên uống vào buổi sáng và sau ăn trưa. Chị uống hoa anh thảo, chị đừng uống sau đêm, đừng uống giờ này. Em hay uống giờ này là do là sau bây giờ em đi ngủ, em nói với chị vậy thôi. Nhưng mà em sẽ làm việc đến 2-3 giờ sáng lận. Dạ cái viên uống canxi cho trẻ, chị muốn tư vấn canxi cho trẻ hay là cho người lớn? Nhà em canxi có rất nhiều loại. Nhà em canxi có rất nhiều loại nha các chị. Rất nhiều loại canxi. Bởi vì nó sẽ tương ứng với những lứa tuổi khác nhau nha mấy chị. Canxi nhà em có rất nhiều loại và tương ứng với nhiều lứa tuổi. Nên là tùy vào chị muốn mua canxi cho người bao nhiêu tuổi. Đó. Có rất nhiều loại canxi. Đó, nên là em nói mấy chị nghe, nhà em canxi nhá. Đó. Riêng về em nói chị là về xương khớp cho người lớn nhá. Xương khớp cho người lớn này, glucosamine này. Cái này là dòng cho người loãng xương này. Người loãng xương là uống cái này. Người khô khớp xương, làm việc nặng nhọc là uống cái này. Đó, đây là glucosamine. Glucosamine là chất, là một cái dạng chất để mình uống. À, vâng chị Mai Baker, hai viên hoa anh thảo. Ba lô có ông Thanh inbox chị đi, nhà chị nhiều ba lô lắm, inbox chị gửi hình. Giờ này không tư vấn nữa, không like túi em ạ. Ví dụ như glucosamine có hai dòng. Dòng này cho người khô khớp xương. À, chị mua hàng nhà em rồi, không cần chuyển khoản trước đâu chị Trần Hiền, chị chỉ cần nhắn tin địa chỉ số điện thoại thôi. Bên em đã có cái danh sách hàng hóa của chị rồi, thì bên em sẽ ship code cho chị, không vấn đề chị. Đó. Còn canxi nha. Canxi cho bà Kiến là uống cái này. Đó. Kiến nó đang dùng canxi này. Không có cái thuốc nào và kem nào để chị dứt điểm nám cả nhé. Ông Thanh đừng tin. Em đừng tin những người quảng cáo là chị dứt điểm nám với cả là hết sạch nám, không có đâu. Nám nó như một dạng ung thư da. Nên mình bị nám là mình chỉ có sử dụng kem trị nám để hạn chế, ức chế sắc tố nám trồi lên đậm hơn và sản sinh thêm sắc tố nám mới. Nó chỉ hạn chế được 60-70% mờ đi vết nám thôi. Còn để hết sạch là không có. Có nhiều người bán kem ấy, người ta sẽ nói là hết sạch. Nhưng em không phải là người như vậy. Em hiểu rất rõ về cơ chế bị nám. Nhất là những người bị nám nội tiết tấu.
Trừ những người mà đi tập thể dục như em, một thời gian dài không bôi kem chống nắng, nó bị sạm nám, nó là một dạng sạm nám nhẹ, thì các chị bôi kem dưỡng tẩy ra chết mặt, đắp mặt nạ, bôi những dòng kích trắng da, nó sẽ mờ hết đi được 90%. Nhưng chị mà đã nám chân sâu, từng cái nốt nám đậm 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 đậm, thì cuộc đời chỉ có đi bắn laser ở những trung tâm cao cấp và có cái máy tuyệt đối, gọi là những cái máy đỉnh cao ấy, thì nó mới có thể xóa bớt đi được. Nhớ mấy chị nhá. Đó, còn về canxi này, Kiến nhà em dùng canxi này. Đấy, OT sim nó có 3 dòng, 4 dạng đây. Đó, thấy không? Đó, đây, đây là canxi cho trẻ. Đây, canxi cho trẻ. Đấy, canxi cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Đấy, còn hãng này nó có canxi này này. Đó, canxi này dành cho những người từ 12 tuổi trở lên, bà bầu dùng tốt. Đó, canxi nhà em có nhiều dòng. Đó, nên là chị nào muốn tư vấn về canxi thì làm ơn vui lòng nhắn tin để em hỏi xem cái độ tuổi của trẻ hay của cái người đó cần cái gì. Đó, ví dụ như người lớn, nó có dòng canxi thông dụng là cái này là em xài này. Canxi thông dụng là cái này là em đã xài, em đã uống hết rồi này. Thấy không? Còn đây là dòng canxi, nó bổ sung magie và kẽm. Đó, là dành cho người bị giòn xương. Canxi nó có nhiều dòng lắm nha mấy chị, nên là em không bán chung chung. Nên chị nào cần mua canxi riêng về canxi và glucosamine, vui lòng nhắn tin cho em biết chị mua cho người bao nhiêu tuổi, triệu chứng của họ là gì. Có những người đi chụp, chụp rồi là đi đo xương đo xịt, bị giòn xương, bị loãng xương. Đó, các chị cứ nhắn tin dùm em. Vitamin E nhà em chỉ bán một loại duy nhất của Mỹ là cái này. Vitamin E bán duy nhất một loại duy nhất của Mỹ là chị Thủy Bạch. Và cái lọ vitamin E này các chị dùng được rất nhiều công năng. Thứ nhất, các chị có thể dùng bôi mặt. Các chị có thể dùng bôi mặt một tuần một lần. Bôi lên mặt một tuần một lần. Đó. Cái thứ hai, các chị có thể dùng để massage. Massage body. Đấy, lại này, thấy chưa? Đấy, các chị biết cái gì đây không? Đây là cái lọ, cái lọ Mama Tre của em, mới lấy về mà nó bị xì đây này, vì mật ong xịn mà. Mật ong xịn nên là nó xì ra, nó chảy xuống cái nền. Đó, lọ Mama Tre. Dạ, vitamin E nhà em hàm được 400 mg chị. À, vitamin E nhà em á, hàm lượng của nó là 180 mg, 400 IU. Khổ quá, đang đi dọn dẹp cái này. Bị mít xương là gì? Kim Leo. Chờ em tím có là vì nó mật ong nên nó sẽ có kiến. Đấy, sâm nghệ thì nó bị xì. Sâm mật ong là hay bị xì lắm. Mít xương là cái gì? Chị không hiểu em ghi chữ mít xương là cái gì luôn. Đó, thông cảm dùm em. Đây là vitamin E nhà em này, hàm lượng là 180 mg. Đó, 400 IU. Cái này nó hay bị dính vào nhau, mọi người gõ gõ nha, sử dụng gõ gõ ra này. Đó.
Để mình rửa cái này. Dính quá. Tính em hơi sạch sẽ, không rửa nó khó chịu. À, xương khớp kêu dùng glucosamin, bị khô khớp xương. Em chụp cái này lại đấy chị Thủy Vũ. Chị Thủy Vũ chụp cái này cho em. Bị khô khớp xương, rọc rọc, đau khô khớp xương là dùng cái này. Cái này là em xài này mấy chị. Thấy không? Em xài còn có mấy viên đây này. Đấy các chị thấy không? Em xài hộp glucosamin này này. Em phải xài vì biết sao? Em khi em giảm cân ăn uống thiếu chất, là không đủ chất, khớp xương đau, khô. Đó. Còn mẹ em bị mít xương là độ tuổi mẹ dùng canxi nào? Mẹ em sẽ dùng cái này. Em mua cái này cho mẹ. Mẹ em sẽ lên dùng cái này. Mẹ em bị té là dùng cái này. Mẹ em bị té là nên dùng cái này. Và sụn cá mập. À, chị không dơ. Em chỉ cần nhớ là chụp này thôi này. Chụp này này. Tại vì là dơ cái hình của cái hộp này lên này này. Có hình con cá mập ấy, là nó sẽ bị quét Facebook. Nên là em chụp cái hộp này với hộp này. Mẹ em mà bị ngã mà gãy xương, cần tái tạo nhanh là phải uống cái mập mập này, con mập này. Đó. Chụp hình lại cho chị, inbox chị tư vấn cho. Tại vì nó bị quét. Động vật quý hiếm mà, nó quét. Có lần bị sập một cái page chỉ vì đăng hình cái bài về con, về cái sút cá mập đấy. Còn canxi của cái này thì nó có cái hàm lượng vitamin D3 này. Hàm lượng canxi của này là 600 mg và 5000 IU. Đó. Cái này cực kỳ tốt. Cái hộp này nha, nó có 300 viên. Đấy, có 250 viên. Cả gia đình dùng được. Mà cái này canxi này cực tốt này. Em vào inbox cùng chị Kim Leo ạ. Tại vì nhiều khi nói về con mập mập đấy ấy, nó quét cụ lên Facebook khổ lắm, bị một lần rồi. Không dám đăng sản phẩm để lên Facebook luôn. Đăng lên là bay cái bay. Tylenol và cái đấy là bị bay luôn cái bay. Bị hai cái bay bay rồi chỉ vì là cái hình con cá mập. Thôi giờ em đi ngủ đây. Mọi người mua gì mai vào live stream tiếp em tư vấn. Còn Kim Leo inbox của chị nhé. Em inbox đi rồi sáng mai chị dạy chị trả lời. Giờ đi ngủ ôm con cái mai đưa kiến đi học. Người mẹ mẫu mực. Đấy còn canxi này này, canxi cho trẻ này, canxi sữa bò này. Canxi cho trẻ còn có cả dòng canxi sữa này. Canxi sữa từ 6 tháng tuổi trở lên xài. Canxi sữa bò này là từ 1 tuổi đến 2 tuổi xài. Canxi cho trẻ nó có nhiều loại như mấy chị. Nên là mọi người mua canxi cho con cháu ấy là mọi người phải inbox để tư vấn. Nhà em có nhiều dòng canxi. Rồi có cả canxi kẹo của Mỹ nữa đây. Đây có cả canxi kẹo của Mỹ đây. Từ 2 tuổi đến 6 tuổi dùng cái này. 2 tuổi đến 6 tuổi. Có thể dùng đến 8 tuổi luôn. Đã bảo rồi, riêng trẻ nhỏ canxi có nhiều dòng. Nha. Trẻ nhỏ canxi có nhiều dòng nên mọi người cần mua canxi. Mọi người inbox giùm em để em tư vấn. Nổ mẹ pin rồi. Mai đi mua cái khác pin để lắp vào cho ông Louis Long xài. Khổ lắm. Để ông Louis, để mình mua cho ông ấy sim điện thoại về ông ấy xài. Tại sao thế? Bởi vì là sạch máy của ông e-sim, e-sim gì đấy. Để ông ấy xài, ông còn gọi cho mình. Ông đi đâu còn gọi cho mình. Mình không có nhà, ông còn gọi cho mình. Thôi em đi ngủ đây, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha.